Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái ứng dụng làm video trên điện thoại cực kỳ hot, dễ nhiều trend và nhiều ứng dụng hay. Đây ứng dụng này, Kidner Master, biên tập video. Mở này, hướng dẫn các bạn tải nhé. Thì các bạn vào chỗ tìm kiếm, đây là tìm kiếm này. Kidner Master. Đây, các bạn. Đây, khi xong thì các bạn mở ra, cài đặt xong các bạn mở ra, mở phần mềm. Thì phần mềm ra như thế này. Khi chúng ta làm video thì chúng ta kích vào phần đây. Chúng ta đều có những cái dự án hỗ trợ, dự án như là hỗ trợ dự án là nó sẽ mình thích dự án gì thì mình viết chuyên mục vào đây thì nó sẽ hỗ trợ mình. Mình biết là hài hoặc là phim chẳng hạn, phim xong rồi chúng ta ấn OK. Khi chúng ta ấn OK xong thì chúng ta kích vào những cái chỗ video đây, thì chúng ta vào là chúng ta kích vào cái này, chúng ta ấn tiếp theo này. Cái này thì chúng ta chọn chủ đề, đó là các cái thumbnail ở chúng ta làm rất đẹp luôn. Chúng ta ấn tiếp theo. Đây là văn bản bắt đầu video thì nó sẽ hiện cái gì. Thì chúng ta hiện là chúng ta ghi xin chào đây. Xin chào. Tiếp theo. Đây là min day. Không, thế thì chúng ta chỉ cần ấn xin chào thôi, không cần phải kết thúc nữa. Chúng ta ấn tiếp theo. Chúng ta đến phần này, chúng ta chọn bài hát thì chúng ta ấn tiếp theo. Trên này thì chúng ta biên tập ứng dụng âm thanh, hiệu ứng thư viện âm thanh. Trên này các nhạc này, album nhạc này, các thể loại. Đây là âm thanh để chúng ta ghép vào video thì là cho hay nhất. Bài hát, trong này mình có mấy bài hát ấy rồi thì chúng ta chọn. Tiếp theo, khi xong nhà rồi chúng ta ấn kích vào play để cho chạy video. Thì đây là bàn mở đầu và tiếp theo đây. Đẹp đúng không các bạn? Chúng ta ấn vào chia sẻ này. Cái này tạo video cực kỳ nhanh luôn. Đây, các lớp đây, hiệu ứng này, basic này. Nhận thêm hiệu ứng thì chúng ta nhận thêm các hiệu ứng thì chúng ta sẽ tải thêm hiệu ứng về. Thoại này. Đây chúng ta nói để chúng ta ghi âm cho các cái video nào chúng ta chưa có ghi âm và chúng ta muốn nói thêm hoặc là xóa các đoạn nhạc của chúng ta đi. Để chúng ta ví dụ như là làm các video hướng dẫn hoặc là các video về review điện thoại hoặc là review gì đây thì chúng ta ấn vào đây để chúng ta nói thêm. Để xem lại. Đây kiểu như là intro ở đầu video của mình. Video khá ngắn thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại. Đây chúng ta có thể xoay chiều video của chúng ta, xoay ngang, xoay dọc, lên xuống. Đây, chúng ta xem thử.
người ta đã xong video rồi. Chúng ta chỉ cần chọn bước đầu và bước tiếp theo, đó là xuất ra video cho mình. Rồi, xin chúc các bạn thành công.